chào tất cả quý vị trở lại với Bí mật thành công. Mô hình kinh doanh được bật mí trong chương trình hôm nay, Miu Yên sẽ giới thiệu đến quý vị. Phát triển có phần non trẻ nhưng sau một thời gian ngắn, thương hiệu ẩm thực này đã mở rộng chi nhánh gần với mục tiêu phát triển bền vững. Miu Yên xin giới thiệu Nguyễn Thùy Yến Nhi, quản lý khu vực của Pizza 4Bs. Dạ, em xin chào chị Miu Yên và xin chào các khán giả. Theo khảo sát của Vietnam Reports, 91% doanh nghiệp kinh doanh ăn uống F&B cho biết bị ảnh hưởng ở mức nghiêm trọng trong 2 năm 2020 và 2021 do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là đến quý 1 năm 2022, doanh nghiệp F&B đã có đà phục hồi trở lại. Số liệu thống kê ngành F&B qua nền tảng thanh toán PayU cho thấy, tính đến hết quý 1, doanh thu ngành này đã tăng gấp rưỡi so với quý 4 năm 2021, tổng số lượng giao dịch tăng 24% so với trước đó. Theo báo cáo mới của công ty chứng khoán VN Direct, ngành thực phẩm và đồ uống sẽ phục hồi và có tốc độ tăng trưởng cao hơn kể từ năm 2022, với động lực chính đến từ việc mở lại các dịch vụ ăn uống tại chỗ và sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng nội địa. Trong đà phục hồi chung, dấu hiệu giữ vững và dần mở rộng quy mô của các chuỗi F&B lâu năm thể hiện rõ chiến lược phát triển bền vững. Pizza 4Bs, một mô hình khởi nghiệp gần như độc nhất tại Việt Nam với đội ngũ sáng lập người Nhật Bản nhưng tạo trụ cột kinh doanh từ ẩm thực châu Âu phong cách Á Đông, đã tiên phong thích ứng với các biến động kinh tế 2 năm qua, dần có sức tăng trưởng bền vững trong 2 quý vừa rồi. Cái chính ở đây là thương hiệu Pizza 4B này, mỗi khi mà nhắc tới thì người đam mê ẩm thực đều có cái ấn tượng ngay về tính sáng tạo. Bởi vì ngay từ đầu Pizza 4B có hai người sáng lập là người Nhật Bản và chọn món ăn châu Âu này để kinh doanh. Mình tìm hiểu thì mình biết như vậy. Có thể giúp chia sẻ cái tầm nhìn Pizza 4B từ ngành thành lập khi chọn kết hợp Á Âu như vậy thì để mình cho ra thị trường nó phải khó khăn như thế nào không? Ở Sunny và anh Masuko thì hai anh chị đó bắt đầu từ một câu chuyện là hai anh chị đó có ở bên Tokyo, anh chị đó xây một cái lò pizza oven ở phía sau sân nhà của anh chị, và hôm đó là anh chị mời tất cả bạn bè cùng lại tới đó và thanh mở một cái cuộc party và mọi người cùng làm pizza, tự làm pizza với nhau. Sau đó thì là mọi người chia sẻ những cái bánh pizza đó với nhau. Từ một cái bánh pizza tự làm và chia sẻ với nhau thì mọi người kết nối lại gần nhau hơn. Sau đó là 2011 thì là anh chị Masuko và Sunny có dịp qua Việt Nam. Thì là anh chị cảm thấy thu hút bởi cái đất nước Việt Nam của mình, thì quyết định là mở một cái cửa hàng pizza ở Việt Nam. Và cái đầu tiên là ở đường Lê Thánh Tôn. Mục đích của anh chị không chỉ là bán những cái bánh pizza ngon và một cửa hàng nhà hàng pizza ngon, mà là để muốn kết nối và chia sẻ wow với mọi người lại với nhau. Mình đã từng có dịp để thử nhiều loại pizza của các thương hiệu khác thì mình thấy là có một cái điều rất là rõ ràng là cái bánh pizza là phải làm một cách thủ công, đó là handmade, đúng không? Phát triển cái chuỗi với số lượng rất là lớn, phục vụ rất là lớn, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà còn có các tỉnh khác nữa, ở thành phố khác nữa. Thách thức để mà duy trì của cái hương vị thì ra như thế nào? Đối với chất lượng đồ ăn á, thì tụi em Pizza 4B không mua các sản phẩm chi từ bên ngoài, mà tụi em sẽ tự sản xuất. Thì hiện tại là tụi em có một nhà máy sản xuất chi ở trên Lâm Đồng, và mỗi ngày tụi em sử dụng hơn 4 tấn sữa tươi để sản xuất 10 loại phô mai khác nhau. Thì trước khi mà tụi em đưa vào sản xuất đã qua một quá trình kiểm định và thử nghiệm nhiều lần để chọn ra một loại sữa thích hợp nhất để làm ra một loại chi mà nó không quá béo ngậy. Và đối với các nguyên liệu làm từ ra một cái bánh pizza, rau củ quả thì tụi em sẽ lấy farm to the table, có nghĩa là từ nông trại tươi cho tới bàn ăn của khách hàng. Nhưng mà những cái chiếc pizza 4B đem đến bất ngờ với sự phối hợp ẩm thực của châu Á, thì cái sự kết hợp đó vào cái chiếc pizza thì Nhi có thể chia sẻ đội ngũ sáng tạo đằng sau đó như thế nào? Những cái con người cộng sự khi mà anh chị đó sẽ mời tới thì họ có đồng lòng không? Thật ra là trước khi mà ra một cái món seasonal menu, làm món, test món, theo dõi cái ý kiến của những người test cái món đó và đưa ra thêm thắt nguyên liệu để đưa ra một cái bánh, khá là nhiều khách hàng đón nhận
kiểu là họ thích một cái trải nghiệm mới. Ví dụ như đợt rồi tụi em ra pizza bò kho thì cũng nhận được cái sự hưởng ứng của khách hàng khá là tốt. Như là trước đó tụi em có cái bánh pizza bún đậu mắm tôm. Ô lạ gì? Lần đầu tiên Quyên nghe luôn đó quý vị. Thú vị á, sao? Có những cái nguyên liệu topping từ mắm bún đậu và có mắm tôm để ăn dùng kèm với sốt. Còn cái nền là có như là có lá tía tô, có thịt, có đậu. Ôi sáng tạo quá ha, lạ ha. Vừa qua đó, thời gian vừa qua giãn cách xã hội á, chúng ta muốn nhắc nhưng mà trên toàn cầu luôn. Nó như một cái cơn bão, rồi nó để lại những cái chuyện mà doanh nghiệp nào cũng phải gặp khó khăn hết. Pizza tạo cái thương hiệu bởi dịch vụ tốt và phục vụ tại chỗ. Như vậy thì trong cái giai đoạn thách thức đó thì mình giãn cách xã hội thì mình có gặp cái gì khó khăn không? Rồi đội ngũ của mình sẽ thích ứng ra sao? Cái đợt dịch vừa rồi á là một cái thử thách khá lớn, không chỉ đối với ngành F&B Việt Nam mà là trên toàn cầu. Thì trong cái thời gian mà đại dịch xảy ra thì là Pizza For Me luôn tuân thủ theo các quy định của nhà nước yêu cầu. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì For Me vẫn tiếp tục duy trì. Tại vì tụi em biết là tụi em vẫn có những cái hoạt động để đảm bảo được sức khỏe về tinh thần lẫn thể lực cho nhân viên của mình. Bằng cách là tụi em có mở những cái lớp ngồi thiền, những cái lớp tập yoga online, chia sẻ những cái bánh pizza từ thiện và cũng có cung cấp lương thực cho các bạn bạc nờ và những người cần thiết duy trì qua mùa dịch. Tại vì trong cái cơn đại dịch thì tụi em biết là sự duy trì sức khỏe là tạo cái sự bền bỉ cho nhân viên của mình trải qua cái mùa đại dịch đó. Đơn vị nghiên cứu thị trường của Mastercard chỉ ra tại khu vực Đông Nam Á đã giảm các giao dịch bằng tiền mặt đến 60-70%, khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm đến 75%. Cũng tại khu vực này, có đến 91% giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt vì lý do an toàn và vệ sinh. Ngoài ra, có khoảng 80% khách hàng trong khu vực bày tỏ mong muốn mua sắm tại cửa hàng cũng như mua hàng online. Trong đó có khoảng 69% khách hàng mong muốn được sử dụng các phương thức thanh toán mới nhất. Cũng theo khảo sát, có đến 72% khách hàng trung thành hơn với các nhà bán lẻ cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán. 85% khách hàng mong muốn thanh toán theo cách họ muốn. Trước khi Covid-19 diễn ra, quá trình số hóa trong vận hành doanh nghiệp ăn uống đã diễn ra. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chần chừ. Đến nay hầu như tất cả đều phải tham gia vào xu hướng thanh toán không tiền mặt nói riêng và áp dụng công nghệ máy học, tập hợp dữ liệu để cải thiện vận hành. Doanh nghiệp cần dần ứng dụng những công cụ có sẵn như là mạng xã hội hay những phần mềm dành cho doanh nghiệp, những bước nhỏ nhưng không quá đắt đỏ để có thể số hóa các khâu. Có 84% người tiêu dùng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho hay đã tiếp cận các hình thức thanh toán mới nổi, theo khảo sát chỉ số thanh toán mới năm 2021 của Mastercard. Trong khi đó, có đến 88% đã sử dụng ít nhất một loại thanh toán mới nổi trong năm ngoái. Cơ sở dữ liệu thực khách gắn với hành vi thanh toán không tiền mặt mở ra dữ liệu cực lớn cho đơn vị kinh doanh đồ ăn, thức uống, để từ đó phân tích được khẩu vị, đánh giá dịch vụ, giúp doanh nghiệp liên tục thích ứng với những thay đổi của thị trường. Thì đến nay số lượng các địa chỉ Pizza For Me thay đổi khá nhiều so với trước Covid-19. Pizza For Me có thể chia sẻ về chiến lược cơ cấu kênh bán hàng hiện nay để phục hồi và tăng trưởng như thế nào? Đại dịch này thì là tụi em có hai cái kênh bán hàng, đó là Delivery Business và Retail Business. Delivery thì tụi em biết là quan trọng nhất là giữ chất lượng món ăn. Thì tụi em có những cái quy định và những cái cam kết nghiêm ngặt. Em nói ví dụ như là tụi em sẽ giao hàng nhưng trong bán kính 5 km. Mảng về phần retail tụi em có bán một số loại như là cheese, dessert và các loại pizza, pasta đông lạnh và sốt bolognese đông lạnh, để khách hàng có thể khi mà họ mua về á, họ trữ trong tủ lạnh, làm nóng lại theo hướng dẫn sử dụng, trong vòng vài phút là họ có thể có được món ăn ngon của Pizza For Me tại nhà. Vừa qua thì chị có tham gia một cái sự kiện ở đầu năm á, là chủ đề là thời đại thanh toán không tiền mặt trong kinh doanh ăn uống. Thì Pizza For Me có buổi chia sẻ rất thú vị về tập hợp dữ liệu khách hàng. Ở cái này mình cũng làm kinh doanh và kinh doanh nghệ thuật thì mình thấy khó lắm, không dễ chút nào. Như vậy thì xử lý để phục vụ, mình sẽ xử lý để mà phục vụ tốt hơn, để tạo ra cái tương tác nhanh hơn, rồi tiện lợi nhất cho cái Pizza For Me thì sẽ làm như thế nào? Các công nghệ
là một cái công cụ mà quan trọng để phát triển cái delivery này, vận hành trơn tru hơn và khách hàng có thể trải nghiệm tốt hơn trước, trong và sau các quá trình mà họ chọn order delivery. Ngoài ra thì là bên em có một cái công cụ thu thập tất cả các comment của khách hàng, và cái dữ liệu đó tụi em sẽ dùng để check lại và tụi em sẽ kaizen, cải thiện hơn, lấy ra những cái điểm mà khách hàng comment của khách hàng, và tụi em sẽ dựa vào database đó mà tụi em cải thiện lên từng ngày để cải thiện cái chất lượng của tụi em. Comment từ khách hàng á, nó update rất là nhanh, và trong quá trình mà mấy bạn mà ở nhà hàng á, khi mà thấy thì có thể là giải quyết cho khách ngay tại bữa ăn luôn. Pizza camera thì cái đó là công cụ đó là có thể chụp được tất cả các hình ảnh các pizza ra khỏi lò, và tụi em sẽ sử dụng những cái hình ảnh đó để tụi em kiểm tra, để đảm bảo giữ chất lượng thường xuyên và cải tiến chất lượng mỗi ngày dựa trên cái database đó. Đúng ra cái câu hỏi này phải hỏi ngay từ đầu mà bây giờ thì cũng không muộn. Cái tên Forbi của mình thì được đọc xuất phát từ là hai lý do, đúng không? Một là do có 4 thành viên sáng lập, hai là cái cách chơi chữ, cách đọc của từ tiếng Anh pizza là vì hòa bình. Như có thể chia sẻ về tôn chỉ phát triển bền vững của Pizza Forbi là như thế nào? Thì phát triển bền vững ở đây là tụi em không chỉ là tốt cho mình, tốt cho trái đất, tốt cho môi trường và cho thế hệ sau. Em ví dụ như là hiện tại là bên em đang có một cái cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng Cambodia, thì là những cái nội thất bên trong đó tụi em dùng từ những nguyên liệu tái chế như là nhựa và gỗ thừa. Và cái concept đó bên Campuchia khá thành công. Thì sắp tới là ở Việt Nam tụi em sẽ có một store phát triển theo cái concept đó. Thì đúng là Forbi đọc ra là vì hòa bình. Thì vì hòa bình là có là một cái gì đó đẹp đẽ rất là to lớn, để làm cho khách hàng happy và wow qua từng chiếc pizza là tụi em đã đạt được mục đích rồi. Ở đây bền vững có nghĩa là các bạn sẽ đi theo mùa và quyết tâm bằng hết cái sức lực của mình, tâm huyết mình, để nghĩ ra, để nghĩ ra làm sao để đổi liên tục cái menu đó, để cho từ người lớn cho tới trẻ con, thành viên gia đình, người ta đến cái cửa hàng mình người ta không chán. Phù hợp với mọi loại tuổi, mọi giới tính và các quốc tịch. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.